What? Ê Lâm, trời gỗ là trời, nãy giờ anh kiếm mày cùng làng của xóm, mày đâu vậy? Phải nồi hàng gì mình kiếm nó cùng làng của xóm không có anh em ơi. Ê, anh vừa phát hiện ra là một tin khá là động trời luôn. Người yêu cũ anh nó có người yêu mới rồi. What? Phải nồi anh em ơi, thanh niên người yêu mới của người yêu cũ mình anh em thì lần này là nó hơi bị đen rồi anh em à. Bởi vì hồi xưa á là mình bị cấm sừng anh em ơi. Cay váy nồi luôn. Gì mà nghe từ cấm sừng mày cười mày. Thanh niên Lâm này chắc là đang nghĩ là kiểu mình bị cấm sừng rồi mình quê các kiểu anh em ơi. Nhưng mà mình là người chủ động cũng như là chia tay anh em à. Bây giờ là em giúp anh đột nhập vô trong mạc của người yêu cũ của anh để xem là có cấm sừng thanh niên mà mới yêu này không. Mình khả năng cao mình nghĩ là có thể anh em ơi. Tại vì ngày xưa là mình bị gòi cho nên là lần này mình chắc chắn là thanh niên này cũng bị giống mình anh em à. What the f***? Bây giờ giúp anh được không? Đấy, thanh niên Lâm là biết đồ nhập cái là nó cứ xin cái này cái kia anh em ơi, cay quá trưởng. Mỗi lần mình nhờ là nó lại xin một cái này cái kia anh em à. À, bây giờ là mày cần kim cương không? Cần chứ thầy. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đấy, mỗi lần nhắc tới kim cương là cái mặt của nó là sáng cực kỳ luôn anh em ơi. Bây giờ anh cho em 100 ngàn cương nếu mà đột nhập thành công vô trong mạc của người cũ của anh. Chơi không? Chơi luôn thầy. Chơi đúng không? Dạ. Nhưng mà uy tín nha, đột nhập được nha. Dạ. Ok anh em ơi, hiện tại là mình đang tích lũy khá là nhiều kim cương để tặng cho anh em vào mùa hè này ấy. Thì mình lấy kim cương ra cũng như tặng cho bé Lâm trước anh em à. Bây giờ anh em nếu mà cần kim cương á thì để lại comment ID game nha, mình sẽ tặng ngẫu nhiên nha. Ok, vô, lẹ đi. Ok, cuối cùng bé Lâm cũng đột nhập thành công vô trong mạc của người yêu cũ mình rồi anh em ơi. Bây giờ để xem là người yêu cũ mình có cấm sừng thanh niên mà mới quen không nha. Thề luôn, thanh niên mới quen này đúng kiểu đen nhất năm luôn anh em à. Rồi, bây giờ là tôi sẽ review từ từ anh em à, để xem là từng mốc nha anh em ơi, để có gì bất ngờ không nha. Đầu tiên level 64 này cũng như là 6885 like anh em à. Nói chung người yêu cũ mình không có leo ganh anh em ơi, đang là ganh bạc cũng như là ganh đồng này. Ok, bây giờ là tới phần thẻ vô cực nha. Phải cái nồi anh em ơi, tính ra là thẻ vô cực đó là trắng không tùy vết luôn ấy. Nhưng mà con gái cũng mua thẻ vô cực đó là vẫn tán trai được anh em à. Nhưng mà riêng con trai không mua thẻ vô cực đó trời ơi là trời tán gái thì bị khó anh em ơi. Đây, yêu xinh nhất luôn này, đây chính là người yêu mới của người yêu cũ mình anh em à. Đấy, nghe khá là cưng miệng nhưng mà sự thật anh em ơi. Đây, 1.17 này cũng như là 21% tỷ lệ sọt và 3600 kill anh em à. Đây, như mình nói nãy là người yêu cũ mình toàn chơi phòng không ạ anh em ơi. 34% tỷ lệ sọt cũng như là 9000 kill. Ok, bây giờ chắc có lẽ là tôi cho anh em xem là tới phần nhân vật bên trong mạc của người yêu cũ tôi nha. Để xem là có bao nhiêu nhân vật ở bên trong mạc này nha anh em ơi. Ok, 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này. Ok, 7 này, 8 này, 9 này, 10. 10 nhân vật anh em ơi. 11 này, 12, 13, 14 này, 15, 16 nhân vật anh em à. 17, 18 này, 19, 20. 20 rồi, 21 này, 22, 23, 24 này, 25, 26 này, 27 này, 28 này, 29, 30. Rồi, như vậy là hạt này tổng hết luôn là có 30 nhân vật anh em à. Nãy nói chung là nhân vật chủ động là tôi thấy có luôn rồi anh em ơi. Skeller với lại là Chrono. Bây giờ chắc có lẽ là tới phần bét nha. Để xem là có bao nhiêu con bét bên trong này nha anh em ơi. Đầu tiên là, ui ui, đặt tên xin rồi anh em ơi. Thanh niên là mới yêu này. Ok, tiếp theo là anh em à, để xem là tên gì hay là bao nhiêu con bét nha. Cái gì? Yêu Sima anh em ơi. Vãi cái nồi, tôi nhớ rồi đây mà, con hổ này hồi trước là yêu tôi cũng như đặt nè anh em ơi. Gì đây, yêu Hoàng này. Vãi nồi dễ gì trời, yêu Phong nữa nè anh em ơi. A đù, gúp ghê ông nội, yêu Sang nữa này. Trời ơi trời, yêu Vũ luôn anh em ơi, thứ gì mà chịu nổi. Yêu Tuấn luôn này, ok, yêu Sang nữa nè anh em à. Yêu Nghĩa, ui căng đét luôn anh em ơi, gấu lười này. Yêu Táo này, căng đét luôn anh em ơi. Ui ôi, vãi nồi còn Huy Khang nữa này, ảo ma thật sự tên con trai. Tôi đảm bảo nếu mà xin vô trong màn này là khả năng cao tin xin này là chia tay ngay luôn anh em ơi. Vãi nồi thật sự luôn ấy. Ngày xưa tôi cũng thấy là cấm sừng này kia tôi mới chia tay anh em à. Đúng kiểu một người mà chuyên đi lừa dối tình cảm khác anh em ơi. Quen một lúc là cái đống gì này tôi chịu luôn anh em à. Rồi bây giờ tới phần tủ đồ nha. Nãy đầu thiên thần băng giá nè anh em ơi. Ok, phi vụ triệu đô có luôn này. Tôi sẵn đây là review hạt cho anh em xem luôn nha anh em ơi. Tôi thấy là bất ngờ quá trưởng luôn. Sẵn đây tôi review cái hạt này cho anh em xem luôn. Nãy để xem là bên trong có những gì nha. Ok, bây giờ là tổng hết luôn. Tôi thấy là 106 con tóc này kia anh em à. Với lại là áo thì 229 anh em ơi. Áo phi vụ triệu đô nè anh em à. Nãy nhìn cũng khá là chất luôn.
Nói chung là ngày xưa là tôi cảm thấy là không ổn thì tôi mới chia tay anh em ơi. Không thôi là to rồi, nhưng mà tôi cảm thấy là chia tay là đúng anh em à. Đấy, nếu mà tôi quen mà kiểu như tôi biết là bên trong bạn này để cái đống người như này tôi chịu luôn anh em ơi. Bởi vì ngày xưa là tôi biết là chỉ quen một người tôi mới chia tay anh em à. Lần này mà tôi biết là quen cái đống như này giống như là tên Xin đó anh em. Như kiểu là vị trí của thanh niên Xin này là tôi chắc là trà gù là trà ảo ma luôn anh em à, nghỉ game luôn ấy. Nhưng mà tôi quen mày cảm thấy là tôi khá là ổn luôn anh em ơi. Tại vì thật sự là tình cảm với tôi với mày quen rất là lâu rồi. Nhưng anh em cũng biết là từ lúc mới quay YouTube tới bây giờ luôn anh em. Rồi, bây giờ là tới phần giày nha. Tổng hết luôn là giày tôi thấy là có 112 nè anh em à. Đấy, nói chung là bên trong bằng này thì tôi thấy cũng bình thường anh em ơi. Không đến nỗi là quá VIP anh em à. Bởi vì anh em thấy là thẻ yêu cực lúc đầu là cũng không có mua ấy. Cho nên là thành ra đồ thì cũng bình thường anh em à. Đây, Mộc Lan nè anh em ơi. Đầu chó bớt này. Đây, đây chính là cái đầu mà dành cho thanh niên Xin anh em à. Trời ơi, là trời nó dài kinh khủng luôn anh em ơi. Ảo ma thật sự. Rồi, bây giờ tới phần mặt nạ nữ nha. 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9 này, 10, 11, 12. Tổng hết luôn là có 12 cái mặt nạ nữ anh em ơi. Bây giờ tới phần đồ full nha. Đồ full này tôi thấy là chỉ có một bộ đồ đua xe thôi anh em à. Đấy, đồ dự trữ thì cũng không có đồ gì mà gọi là VIP anh em ơi, cũng bình thường thôi. Bây giờ tới phần hành động nha anh em ơi, để xem là có bao nhiêu hành động bên trong bàn này nha. Tổng hết luôn thì tôi thấy là có 26 hành động bên trong mạc của nghiệu cũ tôi anh em à. Đấy, 26 hành động. Ok, sưu tập thì đầu tiên là 43 cái dù lượng này, cũng như là 50 cái ba lô anh em ơi. Ui, ba lô gồng các kiểu luôn à anh em à, khá là chất luôn. Hồng sát thì xương xương là tôi thấy có 35 này, hồng sát thánh phòng nè anh em à. Đấy, và được thêm một cái scale win nữa nè anh em ơi. Ok, văn lướt tiếp theo là tôi thấy có 46 cái văn lướt nè anh em à, và đang sử dụng là văn lướt đô la anh em ơi. Ok, bây giờ là tới phần phương tiện nha anh em ơi. Đây chính là phần phương tiện bên trong mạc của người cũ tôi anh em à. Đây, đây chính là cái xe mà đầu tiên tôi tặng cho người yêu cũ tôi luôn anh em à. Đó, ảo ma thật sự nhưng mà vẫn bị cấm sừng anh em ơi. Ok, avatar tôi thấy là 124 này, cũng như là 206 cái nền anh em à. Bây giờ tới phần đá chế tác nha. Thì bên trong này là còn dư một viên đá chế tác này, cũng như là hai bản vẽ này anh em ơi. Ui, thêm một bản vẽ súng nữa này, ui căng thế nhỉ. Rồi, cuối cùng là tôi đã cho anh em xem phần đồ nữ bên trong mạc của người cũ tôi rồi anh em ơi. Bây giờ sẽ chuyển sang phần đồ nam nha. Bởi vì người cũ tôi là con gái cho nên là tôi review phần đồ nữ trước anh em à. Rồi, ok, để xem là đồ nam là có những gì mà gọi là VIP pro không nha anh em ơi. Ảo ma Canada tôi chuyển sang phần đầu nam, cái là ra nguyên bộ đồ cùi bắp luôn anh em à, sợ thiệt chứ. Rồi bây giờ tới phần đầu nam để xem là đầu nam có những gì nha. Tôi sợ là qua phần đầu nam lại có kim long cái kiểu lại giật mình anh em ơi. Nhưng mà chỉ nói thế thôi, tôi nghĩ là chắc không có đâu anh em à. Bởi vì ạc của nghiệu của tôi là đầu tư đầu nữ nhiều anh em ơi. Ok, đây này, nói chung là cũng có sơ mi trắng cái kiểu là anh em à. Rồi xong, áo free không anh em ơi. Đây này có áo đá banh nữa này, đây áo đá banh Peru này, Uruguay nữa là anh em ơi. Ok, bây giờ sẽ chuyển sang phần quần nha. Để xem là bên trong ạc của nghiệu cũ tôi là có quần thám hiểm không nha. Ui kìa, vãi nồi. Vừa nhắc cho là có luôn anh em ơi, được ló liền. Rồi bây giờ tới phần phần giày nha anh em à. Nãy để xem là có giày siêu hacker của tôi không nha. Giày phong cách của bé Lâm các kiểu luôn. Rồi không có rồi anh em ơi. Ok, bây giờ là phần mắt kính anh em à. Nãy để xem là mắt kính có những gì. Đầu chó bớt nè anh em ơi. Rồi hết rồi. Bây giờ là phần mặt nạ nam anh em à. Vãi nồi thật sự luôn. Có 4 cái mặt nạ nam anh em ơi. Ok, nói chung là phần đồ full này tôi đã cho anh em coi hồi nãy là bên phần đồ nữ rồi. Bộ đồ tay đua này nói chung là mang được cả nam lẫn nữ luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ là tôi đã cho anh em xem xong luôn là phần đồ nam rồi. Bây giờ chắc có lẽ là phần súng nâng cấp nha. Để xem là người cũ tôi là có súng gì gọi là nâng cấp không nha anh em ơi. Gì toàn khóa không gì? Không có rồi anh em ơi. À, đây đây, MB40 anh em ơi, level 4 này. Ui, AK gồng xanh cũng như là level 4 luôn anh em ơi. Được một cái UMP level 3 nữa này. Ôi, cũng được anh em à. Nói chung là con gái nập như này là cũng ok rồi. Bây giờ tới phần vũ khí nha, để xem là có những gì nha anh em ơi. Ok, đầu tiên là M41 á, tôi thấy là có 7 này, cũng như là AK thì có 3 anh em ơi. Và M14 á, là có 3 này. SK thì tôi thấy là cũng có 3 luôn này. Rộ da thì được một cây 7 ngày anh em à. Format thì tôi thấy là có 5 này. AN94 là tổng hết luôn là có 5 luôn anh em ơi. Plasma là có 1 này. AUG cũng duy nhất có 1 luôn anh em à. Bây giờ tới phần súng trường tầm xa nha. SK tôi thấy là có 3 này, cũng như là chim gỗ kiến là có 1 anh em à. AC80 cũng duy nhất có 1 luôn. Súng máy là M249 tôi thấy là duy nhất có 1 luôn anh em ơi. Và M60 cũng duy nhất có 1 luôn. Tiểu liên là UMP đầu tiên tôi thấy là có 5 này. Ui, có khẩu cá chết tím luôn anh em ơi. MP5 là có 3 này, VSS thì có 1 này. MP40 tôi thấy là có 2. B90 là có 3 anh em à. Đấy, Thompson là có 2 này. Ok, bây giờ là phần shotgun nha anh em ơi. Đầu tiên là M1014 là tôi thấy có 1 nè anh em ơi. Và Spad nó là có 3 này. M1807 là duy nhất có 1, cũng như là M7 thì cũng có 1 luôn anh em ơi. Bây giờ tới phần súng ngắm nha. AKM tôi thấy là có 1 luôn này, cũng như là K918 là có 2 anh em à.
và M82B tôi thấy là xương xương là cũng có một luôn anh em ơi. Ok, bây giờ chắc có lẽ là tôi phần cận chiến anh em à. Nãy chảo thì tôi thấy là có 8 này, có chảo đô la anh em ơi. Ok, không có chảo vàng, chảo dưa hấu anh em à. Đao thì tổng hết luôn là bên trong này là có 10 cái đao anh em à. Và gậy bóng chày tôi thấy là cũng có 10 luôn. Gậy bóng chày bánh mì là đang sử dụng này. Kiếm katana thì xương xương là chỉ có 3 cái thôi anh em ơi. Lưỡi hái cũng không có, phi đao cũng không có luôn anh em à. Nắm đấm thì được một cái băng quyền này. Ui, băng quyền cũng được anh em ơi. Băng quyền tôi thấy là cũng khá là chất ấy. Lựu đạn là có 20 trái lựu đạn anh em à. Hãy 20 trái nói chung là ít anh em ơi, không đến nỗi là nhiều anh em à. Bơm keo là tổng hết tôi thấy là có 6 trái bơm keo anh em à. Đó, thì anh em mà trùng với trái bơm keo nào thì để lại cho tôi một comment, đó là trái bơm keo nào anh em trùng với lại là bên trong mặt này nha anh em ơi. Rồi, phần cuối cùng chính là phần nỏ anh em à. Rồi xong luôn, không có nỏ, không có M79 nhưng mà có cây ga linh cấm quân anh em à. Ôi, tính ra là người cũ tôi là có mang cây này là khả năng cao là cũng có mua thẻ yêu cực ngày xưa anh em ơi. Sau khi mà tôi vô trong hàng này cũng như là tôi phát hiện ra là người yêu cũ tôi anh em là quen đủ người luôn anh em à. Giống như kiểu là đi lừa chuyện tình cảm người ta anh em. Thì tôi quyết định cũng như là tịch thu cái hạt này luôn đó, không cho người yêu cũ tôi cũng như là vô game và đi lừa người này người kia đó anh em ơi. Biết đâu là sau này lại lừa những anh em ở trên kênh của tôi nữa lại to anh em à. Và cái hạt này tôi chính thức cũng như là tịch thu và tặng cho tất cả anh em trên kênh. Nếu như mà anh em nào may mắn thì sẽ được nha. Để lại đi game nha, tôi sẽ kết bạn với anh em cũng như là tặng cho anh em mày. Chỉ có một hạt duy nhất này thôi nhưng mà nhiều bạn lắm cho nên là tôi tặng ngẫu nhiên anh em à. Và lần sau tôi tặng tiếp anh em mày. Ok nha, bây giờ là tới phần câu hỏi cho mọi ngày này. Anh em trả lời đúng này, cũng như là mình tặng kim cương cho tất cả anh em trả lời đúng luôn nha. Khi chúng ta cầm súng sạc bắn một viên vào đầu kẻ địch thì chúng ta nhận lại được bao nhiêu đam? Đó anh em nhớ là trả lời đúng này, cũng như là kèm theo ID game của anh em để tôi tặng kim cương với anh em trả lời đúng này. Và sẵn các bạn một bạn ngẫu nhiên cũng như là tặng hạt này cho bạn đó luôn nha. Thì nói chung là tôi phải tịch thu anh em mày, nãy không tịch thu là không được. Đây vì sao nó còn đi lừa chuyện tình cảm người này người kia nữa lại toan anh em à. Nãy ok nha, đừng quên là lên shop cmavip.com mình cũng như là quay kim cương nha anh em mày. Đường link tôi để phần comment cũng như là phần mô tả nha. Nãy shop tôi hiện tại là đang 100% chúc kim cương và anh em mở quà để xem là anh em may mắn dùng cái nào cũng như là quay nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em.